đánh bay mụn cơm bằng các cách đơn giản. Mặc dù không gây nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng mụn cơm gây khá nhiều rắc rối về mặt thẩm mỹ. Đánh bay mụn cơm và lấy lại tự tin bằng các cách đơn giản sau nhé. Hạt cơm mụn cóc là một dây sừng khu trú cùng các tổn thương da và niêm mạc gây nên bởi virus sần sùi ở người. Các tổn thương khi bị bệnh mụn cóc, hạt cơm có thể lây nhiễm giữa các vùng khác nhau trên cơ thể hay sang người khác khi có sự tiếp xúc với các dịch tiết của tổn thương. Hạt cơm mụn cóc xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và gây nên những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Mụn cơm mọc dày ở chân gây khó khăn trong đi lại. Ai cũng có thể bị mắc mụn cơm, tuy nhiên tỷ lệ mắc ở trẻ em cao hơn ở người lớn vì trẻ hiếu động, thường xuyên làm trầy xước chân tay hay đi chân không, cắn móng tay, nghịch đất cát, la lê dưới đất. Mụn cơm có thể lây từ vùng này sang vùng khác của cơ thể thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của tổn thương, hoặc lây từ người sang người cũng thông qua việc tiếp xúc trực tiếp dịch tiết. Có nhiều cách để điều trị mụn cơm rất đơn giản nhưng cần kiên nhẫn rất cao. 1. Dùng lá tía tô. Đây là phương pháp được áp dụng nhiều nhất và mang lại hiệu quả cao nhất. Lấy một chiếc khăn sạch dùng nước ấm lau chỗ có mụn, chà đi chà lại tránh để chảy xước, chảy máu. Mục đích để khi đắp lá, dung dịch từ lá sẽ thẩm thấu vào hạt cơm và mụn cóc một cách nhanh nhất. Rửa sạch lá tía tô, cả cuống lá, sau đó giã nát hoặc vò nát rồi đắp vào chỗ có mụn cóc, dùng vải quấn chặt hoặc dùng băng dính cố định chỗ đắp lá. Thời gian đắp lá tốt nhất là buổi tối để tránh nước hoặc các cử động làm xô lệch vết đắp. Đắp liên tục trong vài tuần sẽ thấy miệng mụn xe lại, teo nhỏ và dần biến mất. Mụn gai chính mất đi, các mụn con xung quanh một thời gian cũng sẽ biến mất. 2. Dùng tỏi. Lấy một nhánh tỏi tươi, cắt thành nhiều lát sau đó chà đi chà lại trên chỗ mụn cóc, sao cho nước tỏi ngấm lên mụn cóc càng nhiều càng nhanh khỏi. Đắp trực tiếp nhánh tỏi lên chỗ có mụn nhưng không để lâu quá 10 phút vì tỏi có thể làm da bị rộp. Hàng ngày đắp hoặc chà tỏi từ 1 đến 2 lần, tránh tiếp xúc với nước. 3. Dùng vỏ chuối. Đắp vỏ chuối lên mụn cóc, mặt trong của quả chuối. Hoạt chất trong quả chuối có thể làm mụn cóc tiêu đi từ từ. Bạn có thể đắp nhiều lần trong ngày, lưu ý tránh nước dây vào chỗ mụn cơm. 4. Dùng đu đủ xanh. Cắt những vết cắt cạn trên vỏ một trái đu đủ xanh, sẽ thấy nhựa trắng chảy ra. Pha một chút nước với chất nhựa này, sau đó bôi lên chỗ có mụn. Chất enzyme có tác dụng tiêu hủy các tế bào chết. Bôi hỗn hợp nước trên một ngày 2 lần vào buổi sáng và tối. Bạn cũng lưu ý tránh nước.